Không may thay thì người đàn ông này lại rất rất là yêu cô gái này và cảm thấy là không còn ai để thay thế được cả. Thì anh ta sẽ đứng chờ phía cuối con đường để cho người ấy cứ bước tiếp đi, bước tiếp với ai đó như thế nào cũng được, lặng lẽ đứng phía sau hy sinh để chờ đợi một tình yêu, để chờ đợi một kết quả từ ở bên người ấy. Cũng buồn và mang một chút không khí lãng mạn vào đó. Các bạn nhớ đón xem bản full nha, cái này chỉ là demo thôi.